Thật là lạ lắm. Xin chào cô. À, xin chào các con. Dạ. À, hôm nay đến tham quan với tiệm áo cưới thì đây là những mẫu áo cưới mà cô có thể hướng dẫn cho các con xem qua. Dạ. Thì các con cứ việc tự nhiên xem. Dạ. À, bên đây là vải áo cưới, rồi bên kia và dài qua bên kia là có những cái vương miện, những cái bông tai. Rồi các con có việc tự nhiên xem đi ạ. Cảm ơn cô ạ. Chút nữa khi mà mình lựa xong thì mình sẽ vô có phòng thử cho hai đứa, thì mình thử cái nào mình vừa ý nhất thì mình sẽ cưới nha. Rồi xin mời hai con có việc đi xem ạ. Cô này xinh quá ha, dễ thương ghê. Anh cũng xinh mà. Có việc tự nhiên nha hai con. Anh cảm thấy là cái nào em mặc thì nó cũng đeo lên tới cổ rồi. Anh mặc váy thay em đi. Thôi đây, để đi. Không, anh thích cái này. Nó cao quá. Hai đứa mình lùn quá sao lấy. Trời, anh không cực nhột nó. Chắc chưa? Nó nặng quá vậy. Ủa, cái này giống nó dính anh vô. Anh lùn quá. Cái này giống nó dính vô luôn quá vậy. Không phải anh ơi, nó nặng á. Phải không? Nó nặng quá. Bên lên, bên lên nào. Lùn đi, để em coi. Cái gì vậy? Đó. Anh không bao giờ mà nghĩ là mình sẽ đi vô tiệm áo cưới và ướm thử váy như thế này. Ôi. Cái này là em mà mặc là lịch. Không, em là mặc nó vậy nè. Anh cũng vậy mà, anh đâu. Anh đỡ hơn chứ. Hay là mình nên nhờ cô xinh đẹp bên kia tư vấn được không? Anh thích màu gì? Anh thích màu xanh hả? Anh thích màu xanh. Ủa xanh giống em cái gì? Ủa vậy hả? Sao anh mặc màu tím nè? Anh không thấy túi xách em màu xanh hả? Ờ. Nhưng mà... Nhớ màu xanh nè. Đó, cái đó đó. Có cái này được nhất nè. Ủa? Lẹp dai luôn. Lẹp dai không? Anh chưa bao giờ đi thử áo cưới làm sao anh biết phải chọn cho em thế này? Anh làm như là em đi cưới chồng rồi vậy? Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Anh chọn cho em đi. Lấy được không? Được. Đó là em mặc váy cưới anh chọn cho em nha. Cái này là em chọn cho anh rồi đó. Cái gì vậy? Chưa? Rồi. Rồi. Okay. Được rồi. Rồi. Mặc cho đúng đi. Giờ. Mặc cái gì đúng không? Ừ. Thử đi. Anh chắc chưa? Chắc. Chưa? Anh lẹ mà anh xong nãy giờ anh ngủ được một giấc rồi. Rồi. Anh để sẵn lẩu luôn. Anh sẵn sàng chưa? Nhờ em nè. Look thiệt at luôn me. Không dám nhìn luôn á. Được. Đưa nè xuống đi. Sao đẹp chưa? Em mặc được luôn á hả? Ủa, anh nghĩ sao? Hay quá vậy? Đẹp chưa, đẹp chưa? Nhìn mình với hai đứa trẻ con đi cưới vậy đó. À, cấp độ của em chưa có đủ đô so với anh đâu. Anh gọi ai? Anh không gọi luôn. Ủa, là sao? Tới đây trực tiếp luôn. Ủa, cái gì vậy? Sợ không? Có không? Có. Ai? Má ơi! Ma ơi! Ơi! Ủa? Sao cô thấy bộ này được nè? Con thấy làm sao? Ừ, cái này là mình biết nhau rồi, còn cô gì nữa. Khi biết được con trai tham gia chương trình 24 giờ thử yêu thì thật sự thì cái tâm trạng của cô lúc này thì nói chung là nó lẫn lộn, có gì đó nó bất ngờ, nhưng mà thật sự thì trong lòng rất là vui, bởi vì thật sự thì con trai mình cũng đã 20 mấy tuổi rồi, thì cũng đã đến cái tuổi gọi là dựng vợ gả chồng. Nhưng mà thật sự thì cái công việc của Thái Ngân thì là nghệ sĩ thì lập gia đình rất là trễ.
Mà chính bản thân cô thì cũng muốn là con trai nó có một cái gì đó vững chãi trong cuộc sống của mình, để khi mà nó lập gia đình á thì có thể tự lo được cho bản thân cũng như là cái gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng mà còn bây giờ thì tự má đóng giả nhân viên vậy luôn. Ok, lâu lâu bắt cóc bà má. Này là chương trình thử cho nên là làm giống như thiệt. Nhưng mà đây nói chung má sao? Thì cũng đâu có biết đâu, thì tùy theo thôi chứ má có bao giờ can thiệp vào mấy chuyện này không? Đúng rồi. Quyền quyết định đúng không? Quyền quyết định vẫn là con trai thôi. Má chỉ là một nhà tư vấn thôi thì được. Nhưng mà tư vấn thì được nha. Có nhau cô? Cô mà này chứ mang ngôi bệnh kia mà có mệt khẩn. Không. Cô là con. Mẹ của anh Ngân hả cô? Đúng rồi. Trời ơi, gì mà con tưởng cô ở đây, hèn chi con thấy anh khen cô xinh từ nãy tới giờ. Chứ không thấy xinh à? Biết rồi nhưng em tưởng anh treo. Ai ngờ mẹ. Cô chào con. Dạ. Cô chưa biết tên con. Dạ, con tên là Lena. Lena là tên tên khai sinh của con. Tên khai sinh luôn á. Dạ, Lê Văn Nga. Mà cô cũng muốn biết là hiện giờ là con làm gì và con quê quán ở đâu, là con đang ở đâu. Dạ, hiện tại là con đang sống trong Sài Gòn. Con mới chuyển vô đây có một tháng à. Còn trước đó thì con là người Quảng Trị. Ba mẹ con đang ở Quảng Trị. Xong rồi con ra Hà Nội, con sống được 6 năm, con sống một mình. Xong rồi con muốn đổi môi trường sống với con vô đây. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nghề chính của con là nghề gì? Dạ, con làm ca sĩ đó, giống như mẹ. Cũng là ca sĩ luôn. Dạ. Ô thì ca sĩ với ca sĩ thì về ca chứ nhau. Cái này giống như là nghèo thì cùng nghèo, giàu thì cùng giàu. Không, người ta nói mặt con giàu lắm không nghèo được. Tại thường thường ta nói là nếu mà vợ chồng mà hai cái nghề khác nhau á, thì cái nghề này thất bại thì còn nghề kia. Đó. Mà nếu mà hai vợ chồng mà cùng nghề đó thì nếu mà thất bại thì thất bại một lèo. Mà càng thấy nếu mà giàu thì nó cũng giàu một lèo luôn. Thì thôi mình nói vui cái này một chút thôi. Còn cái vấn đề mà đi đến hôn nhân á, là người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con trai có đồng ý với má Mi cái quan niệm này không? Hay sao? Dạ. Hay là vợ phải đẹp? Má nói gì cũng đúng. Má không bao giờ nói gì sai trong cuộc đời con. Qua cái chương trình này thì mình coi như đây là một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Dạ. Nếu mà có thể đi đến với nhau được thì cũng tốt. Ha. Còn nếu như cảm thấy là mình có cái gì đó nó không thể hợp nhau trong một thời gian mình tìm hiểu nữa thì có thể mình xem nhau như là một đôi bạn cũng vẫn tốt nữa. Dạ. Dạ. Cho nên là mong rằng cô có một lời chúc gửi đến cho con trai cũng như là con gái đây thì nói chung là cố gắng. Tìm hiểu để rồi mình có một cái gì đó đưa ra một cái quyết định cho nó đúng đắn. Dạ, con cảm ơn. Phường có gì trăn trối không? Thôi bây giờ trăn trối thì trăn trối mình nói thử những cái gì mà mình cảm thấy xấu xí của mình, thử coi mình có dễ trăn trối với nhau hay không. Rồi. Cái đầu tiên của anh sẽ là hơi cọc tính. Vậy hả? Em có? Em thì không cọc, em hiền lắm. Em không, em hiền thiệt mà. Em không, thật ra em là một người rất là nhẫn nhịn, nhưng mà đến khi nhịn không nổi nữa thì thôi. Thì thôi hả? Ủa, là em lặng luôn. Khi mà không muốn nói nữa là im lặng luôn. Anh thì có nghĩa là cái gì mà nó đơn giản mà anh nói mà hai ba lần mà không hiểu là tự nhiên anh tự bắt đầu lớn tiếng. Mặc dù là anh không cố tình, anh thì cũng đang cố gắng khắc phục. Không sao đâu. Đây em. Em hả? Điểm xấu của em chắc là... Không có quá hoàn hảo nữa nha. Không rồi, bây giờ nghiêm túc thì tật xấu của em là ngủ em hay ngáy với nói chuyện mà. Hả? Em ngáy? Sao em nói chuyện nữa? Là mớ đó đúng không? Em không hiểu vì sao luôn, kiểu như là ngáy thì thỉnh thoảng thôi, hoặc là nhiều khi vui vui cái ngáy cho vui, chứ còn nói chuyện là nhiều khi đang ngủ xong nói một cái gì đó. Anh ơi, đừng kiểu vậy. Không ạ. Đừng dừng lại. Không. Bắt nó lại. Có nghĩa là em bị sợ ngủ một mình á, nên là khi ngủ em không an tâm á. Qua ngủ với em. Qua ngủ với em.
tật xấu nữa của anh là có thể là đôi lúc hơi lười. Lười hả? Không sao. Có những lúc mà có nghĩa là anh bị tụt mút á. Sao lười? Không muốn làm gì luôn đúng không? Em cũng anh vậy. Bỏ, anh bỏ. Có nghĩa là không muốn đi làm, không muốn ăn, không muốn gì luôn. Chỗ anh em là nằm luôn. Hay là anh làm một cái gì đó. Em ngủ luôn. Ồ vậy hả? Ủa rồi giờ lỡ hai đứa mình đều vậy rồi sao? Thì căng à. Nếu mà giận nhau thì em hay mặc kệ. Không, em không mặc kệ. Em có quan tâm nhưng mà em không thổ lộ điều đó ra. Có nghĩa là em cay trong lòng, xong rồi em muốn người ta hiểu, xong rồi em xong người ta không hiểu hoài luôn. Ồ, này hình như em giống anh. Vậy hả? Vậy rồi làm sao hai đứa mình hiểu nhau? Wow. Sao hai đứa mình nan giải vậy ta? Mẹ nói thiệt nha, em với anh là giống như kiểu hai đứa mình trùng nhau, có mấy cái rất là giống nhau nhưng mà nó khác giới thôi á. Hey, bây giờ mình tới cột mốc tiếp theo. Rồi. Lên kế hoạch kết hôn. Wow. Nhưng không, hai bạn sẽ cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới. Thật là lãng mạn. Chắc mình bút vé đi Phú Quốc chứ hả? Đi thôi, đi Paris nước ngoài luôn đi. Thôi giờ đang dịch lắm. Thôi tại chỗ đi. Ok, chụp hình. Lỡ okay. Mặc đồ rồi phải chụp thôi. Chụp hình thôi. Ừ, đi. Cảm ơn em vì đã dành thời gian một ngày quý báu của mình để cùng trải nghiệm những cái khá là điên khùng với anh. Đối với anh là nó thật sự là anh không tưởng tượng là sẽ như vậy. Em cũng vậy, em cũng không biết có cái tiết mục vậy luôn đó. Anh rất là vui vì ngày hôm nay được biết em, có nghĩa là giống như là anh đã từng nói với em là anh nhìn em qua hình thì anh nghĩ đây là một cô gái gai góc và sẽ là khó gần chẳng hạn, có nghĩa là hơi một cái gì đó cá tính mạnh quá hả? Nhưng mà khi mà tiếp xúc với em ngày hôm nay, ngay khi mà em ngồi xuống em cười với anh và em nói chuyện thì anh cảm thấy những cái gì mà mình nghĩ trong đầu mình nhìn qua cái
cái hình thì nó không có liên quan gì tới anh. Nghĩ là anh không biết, anh cảm giác là em cũng nghĩ về anh như vậy. Thì thực ra là em thì em biết anh lâu rồi, từ bài hát của anh đó. Nhưng mà đâu có dịp gặp nhau đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay thì em rất là vui vì em thì nên nó phải là cùng tần số đúng không? Em cũng vui lắm đó. Là sao? Thì anh nghĩ là mình nên có một happy ending một tí xíu. Nên tiếp tục một cái gì đó điên rồ cùng với nhau hả? Anh nghĩ như vậy. Em cho thì okay. Thực ra là em thấy anh đó chúng mình cũng vui đó chứ. Thì mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau, miễn là đừng có bận à. Ok. Giá như em biết yêu anh từ đâu, giá như ai hứa yêu ai đậm sâu, giá như hôm ấy em không đợi lâu, giá như anh nói